Sylvie Vuellet là người con của thành phố Lyon, Pháp. Sau khi lấy bằng kỹ thuật viên về hình ảnh học, xạ trị và y học hạt nhân, cô bắt đầu sự nghiệp của mình tại các trung tâm chăm sóc ung thư ở Pháp và Bỉ. Năm 2001, cô biết đến dự án Bệnh viện FV ở đất nước Việt Nam xa xôi, nơi có tầm nhìn sẽ phát triển thành trung tâm điều trị ung thư tốt nhất khu vực Đông Nam Á với trang thiết bị hiện đại. Sau khi gặp gỡ và nghe trình bày về dự án Bệnh viện FV, tôi đã bị thu hút hoàn toàn. Tôi bắt đầu làm việc tại FV vào ngày 2 tháng 9 năm 2002. Nhận việc tại FV với vị trí kỹ thuật viên xạ trị, nhưng ngay từ những ngày đầu, cô đã bắt tay đào tạo thế hệ kỹ thuật viên chuyên nghiệp đầu tiên cho bệnh viện. Tôi hướng dẫn cách sử dụng máy gia tốc và máy chụp CT mô phỏng, các kỹ thuật thực hành trong xạ trị và thiết lập công việc cho kỹ thuật viên. Đầu những năm 2000, tại Việt Nam, các điều kiện điều trị bệnh ung thư còn rất thiếu, đặc biệt là nguồn nhân lực kỹ thuật chuyên ngành xạ trị và y học hạt nhân, khi lĩnh vực này chưa được giảng dạy rộng rãi ở trường đại học. Khi ấy, sự có mặt của cô Sylvia không chỉ giúp những cỗ máy, phương tiện chữa trị hiện đại tại FV được vận hành chính xác trơn tru, mà còn giúp FV trở thành nơi tiên phong đào tạo kỹ thuật viên cho những chuyên ngành khó như xạ trị và y học hạt nhân. Một trong những thách thức trong việc đào tạo ở thời kỳ đầu là tôi phải giúp họ từ bỏ tư duy cũ và áp dụng các tiêu chuẩn mới mà họ không quen thuộc. Bên cạnh đó là làm sao để họ có được kiến thức cốt lõi và có thể chuyển giao kiến thức đó cho những người khác để đảm bảo tính bền vững. Cô gái Pháp Sylvie Vuellet đã xây dựng chương trình đào tạo của riêng mình ngay tại FV với các buổi dạy học bài bản và tận tình. Cô đã mua bột mannequin để kỹ thuật viên thực hành và viết hẳn cuốn sách giáo trình dễ hiểu, chi tiết để truyền đạt đầy đủ kiến thức cho học viên. Đến nay, cô vẫn giữ cuốn sách và mannequin như một kỷ vật khó quên từ những ngày đầu tiên. Bằng sự nỗ lực và kinh nghiệm của mình, sau 2 năm làm việc, cô được ban giám đốc cất nhắc vào vị trí quản lý và giám sát toàn bộ kỹ thuật viên X-quang của khoa xạ trị, y học hạt nhân và chẩn đoán hình ảnh. Đồng nghĩa, khối lượng công việc của cô với các trang thiết bị lớn, phức tạp trong bệnh viện càng nhiều hơn và lực lượng kỹ thuật viên cần cô đào tạo ngày càng đông hơn. Với cô, việc được trải nghiệm và chinh phục nhiều thử thách luôn là một sự thú vị. Năm 2006, cô Sylvie Vuellet được giao phụ trách số hóa thông tin hình ảnh học của bệnh nhân, giúp FV trở thành một trong những nơi triển khai thành công về bệnh án điện tử. Đồng thời, cô cũng tham gia vào những dự án khác để việc chăm sóc, điều trị bệnh nhân được tốt hơn. FV là một nơi rất tốt để tôi phát triển bản thân với các tiêu chuẩn quốc tế về văn hóa chất lượng, có mục tiêu chung giúp thúc đẩy mọi người đi theo cùng một hướng. Cô luôn yêu cầu mọi người tuân thủ nghiêm túc những nguyên tắc, chính sách, quy trình để tạo nên một môi trường làm việc chuyên nghiệp. Cô rất là kỹ tính trong công việc. Thì ví dụ cô cái gì mà đưa ra thì cô phải yêu cầu phải làm cho nó tròn trịa, cho nó đúng. Mình từ ở một bệnh viện công qua gặp liền cái môi trường nó làm việc chuyên nghiệp, rồi gặp cô đâu ra đó thì lúc đầu cũng hơi bỡ ngỡ, nhưng mà làm theo một thời gian rồi mình mới hiểu được đó là cái rất là tốt, tốt cho mình, cho bệnh nhân, cho mọi người. Các bộ phận khác họ rất là thích mà những cái dự án mà có cô tham gia. 20 năm qua, không chỉ tận tụy trong vai trò quản lý, giám sát, Sylvie Vuellet là một người thầy bổn mực, bao dung của bao thế hệ đàn em. Những cái nào mà nhân viên làm chưa đúng, cô có thể là cô gửi email nhắc nhở. Gửi email nhắc nhở xong rồi cô sẽ là trực gặp trực tiếp để nói về cái vấn đề đó, cùng tìm cách giải quyết tại sao nó xảy ra như vậy. Kể từ khi đặt chân đến Việt Nam, cô gái trẻ Sylvie Vuellet ngày nào đã trở thành một trong những người gắn bó lâu năm và quan trọng nhất tại bệnh viện FV. Chính những người dẫn đầu như cô đã góp phần xây dựng hình ảnh một bệnh viện quốc tế, luôn tuân thủ nghiêm ngặt những quy định, quy trình về chất lượng và an toàn cho bệnh nhân, tạo nên giá trị và chất lượng khác biệt cho bệnh nhân trong suốt 20 năm qua. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhấn like hoặc chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh YouTube Bệnh viện FV để theo dõi những video mới nhất, những thông tin sức khỏe hữu ích các bạn nhé.